Cái AirPods của mình đâu rồi? May quá, chiếc AirPods 2 vẫn còn trong tay mình và không bị mất như trong giấc mơ. Và sẵn mình đang cầm em nó trên tay thì mình sẽ đánh giá một vài những cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của chiếc tai nghe này. Đó là gì? Hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé. Let's go. Kể từ khi Apple cho ra mắt những mẫu tai nghe không dây thì AirPods 2 vẫn là một trong những lựa chọn yêu thích nhất của mình. Và với mức giá là 2.790.000 đồng, ở thời điểm hiện tại, nếu mà có phải mua một tai nghe không dây khác thì mình vẫn sẽ chọn chiếc AirPods 2 này. Đối với mình, AirPods 2 vẫn là một trong những mẫu tai nghe mang đến cho mình cảm giác có kích thước độ dài vừa phải, nên khi đeo, mình thấy tai nghe vẫn bám sát vào tai, cho mình cảm giác thoải mái và an toàn. Không chỉ vậy, sở hữu tai nghe AirPods 2 thì không thể thiếu các hộp case xinh xắn đáng yêu, nhỏ gọn và tiện lợi dễ dàng mang đi khắp nơi. Bạn có thể bỏ vào trong túi xách, trong ba lô này, trong túi quần mang theo bên người. Đối với mình á, thì mình cực kỳ thích cái thiết kế của AirPods 2 này so với các dòng tai nghe khác. Chẳng hạn như là cái mẫu cao cấp của Apple là AirPods Pro với thiết kế là dạng nhét tai, nên là khi mà mình đeo lâu thì có thể khiến tai các bạn bị đau. Nhưng mà với AirPods 2 này thì mình có thể thoải mái đeo nhiều giờ liền. Bây giờ cùng mình test qua thử tốc độ kết nối của AirPods 2 trên điện thoại nha. Như các bạn vừa thấy mình test thì tốc độ kết nối với điện thoại khá là nhanh và khá là tốt. Nhờ vào con chip là H1 mà AirPods 2 hay là cả AirPods Pro và AirPods 3 cũng không có quá nhiều sự chênh lệch. Nên mình cảm thấy với mức giá ở thời điểm hiện tại thì AirPods 2 vẫn cho mình cảm giác hài lòng. Không chỉ vậy, các bạn còn có thể dễ dàng kết nối chiếc AirPods của mình với các thiết bị khác, chẳng hạn như là MacBook hay là Apple Watch. Sản phẩm có cài đặt kết nối tự động chuyển cuộc gọi qua tai nghe để có thể nghe trực tiếp thay vì lấy điện thoại ra, giảm được bớt các thao tác dư thừa, cũng có thể bảo vệ được điện thoại của bạn luôn trong vùng an toàn. À, một điều khá thú vị ở trên chiếc AirPods 2 đó chính là các bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để có thể điều khiển một vài tính năng trên chiếc điện thoại. Nói thì các bạn không tin, bây giờ thì mình sẽ demo thử cho các bạn xem luôn nha. Hey Siri, play music on Spotify. Hey Siri, stop music. Hey Siri, volume up. Hey Siri, volume down. Như vậy thì thông qua chiếc tai nghe AirPods 2 này, bạn hoàn toàn có thể tương tác với Siri để điều khiển chiếc điện thoại của mình mà không cần chạm tay vào. Với ý kiến của mình, nếu như các bạn không phải là một người dùng quá là khó tính đi thì AirPods 2 vẫn là một sự lựa chọn khá tốt và an toàn. Về chất lượng âm thanh, AirPods 2 đã hoàn thành đúng công dụng của mình. Riêng về khả năng chống nước và dung lượng pin của sản phẩm thì mình vẫn chưa đánh giá cao. Dù không quá tệ, nhưng với mình, dung lượng pin còn khá mờ nhạt. Và mình sẽ chấm 8.5 trên thang điểm 10 cho chiếc AirPods 2 này. Bên cạnh những ưu điểm thì chắc chắn là AirPods 2 này vẫn còn vài khuyết điểm như là không có khả năng chống ồn này, không có app tùy chỉnh và chúng ta cũng không thể nào mà điều chỉnh âm lượng một cách trực tiếp được. Nhưng mà đối với mình á, thì nó không phải là một vấn đề quá lớn, nên là mình vẫn cảm thấy là sử dụng rất là tốt chiếc AirPods 2 này trong thời gian lâu dài. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình dưới video này cho mình biết với nha. Và xem xong video thì các bạn tất nhiên đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho D Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.